quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Dự Thảo. Chào Kim Thảo. Hồi nãy em đến thì em thấy là cô đang ngồi kiểm tra email của quý vị khán giả phải không cô? Đúng rồi, nãy cô đang đến sớm. Thành ra cô đang kiểm tra thử xem là email khán giả gửi đến có email nào hay không. Mà quả nhiên là có nha. Có hả cô? Bây giờ Kim Thảo sẽ đọc thử một thư của vị khán giả nè, để mà chia sẻ với lại chương trình thử xem. Dạ, để em đọc cho mọi người cùng nghe nha. Vợ chồng con gái tôi vừa đi du lịch ở Tây Nguyên về, có đem về một mớ măng le. Nghe nói là măng này rất là quý và ăn rất là ngon. Mà tôi thì chưa biết nấu như thế nào cả, vì đây là lần đầu tiên có măng le trong nhà. Xin nhờ chương trình tư vấn một món với măng le đơn giản và ngon như chương trình vẫn hay hướng dẫn là được. Xin cảm ơn chương trình. Măng là một cái nguyên liệu khá phổ biến ở Việt Nam. Và măng le cũng là một loại măng mà được rất là nhiều người ưa thích và chế biến được nhiều món ngon nữa. Thế vậy thì ngày hôm nay cô Dự Thảo có thể gửi đến cho tất cả quý vị khán giả cùng với là chị khán giả đang yêu cầu nè, một cái món ăn nào đó mà có kết hợp với măng le được không cô? Có chứ, và hy vọng rằng là quý vị khán giả cũng sẽ hài lòng với món ăn của ngày hôm nay. Đó là món măng le xào gan. Vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ có món măng le xào gan. Nhưng mà cô có thể giới thiệu cho em biết là tại sao cô lại có cái sự kết hợp giữa măng le và gan như vậy không? Tại vì hai nguyên liệu này đều là hai nguyên liệu rất là có giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Ví dụ như gan nè là cung cấp nhiều protein, nhiều chất đạm và chất sắt nữa đó. Còn măng le thì cung cấp chất xơ cho cơ thể. Cho nên nếu mà phối hợp hai cái nguyên liệu này với nhau thì chúng ta sẽ có một món ăn khá là hoàn chỉnh. Chắc chắn là măng le xào gan là chúng ta phải có măng le và gan rồi. Nhưng mà bên cạnh đó còn có những cái nguyên liệu và gia vị gì cô Thảo giới thiệu luôn nha. Rồi, để thực hiện món măng le xào gan thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 100g gan heo, 200g măng le, hành lá, ngò rí, tỏi băm, mè rang, một ít sữa tươi, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Khi mà quý vị khán giả mua măng le về á, mặc dầu là măng le ở chợ bán là loại măng là đã luộc sẵn rồi, tuy nhiên mua về thì chúng ta cũng phải luộc lại một lần nữa, sau đó thì quý vị chẻ đôi ra và chúng ta lại luộc lại lần thứ hai nữa. Nếu mà chúng ta không luộc kỹ á, thì nó sẽ có cái vị đắng, và đồng thời khi chúng ta luộc măng như vậy sẽ loại bỏ được axit cyanhydric ở trong măng, đó là những chất không có lợi cho cơ thể. Dạ em cảm ơn cô, em phải ghi nhớ lại điều này mới được. Quý vị khán giả hãy cùng lưu ý điều này với Kim Thảo nha, đó là chúng ta sẽ luộc măng thật kỹ để cho măng không bị đắng và loại bỏ chất không tốt trong măng. Bây giờ thì cô sẽ lần lượt chẻ đôi những cái măng này ra. Dạ. Hành ngò đó thì chúng ta cắt khúc. Bây giờ quý vị khán giả sẽ cắt đến phần gan, chúng ta sẽ cắt ra thành miếng mỏng nha, khoảng chừng 2 ly là vừa. Quý vị khán giả sẽ ướp vào lần lượt là 1 muỗng cà phê tỏi băm, khoảng nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và nửa muỗng cà phê nước mắm. Một điểm đặc biệt trong món ăn này là quý vị khán giả sẽ ướp thêm 1 muỗng canh sữa tươi. Ồ, thật là lạ. Cô ướp sữa tươi để cho gan được ngọt hơn hả? Đâu có, chúng ta sẽ sử dụng sữa tươi không đường. Và cái tác dụng của sữa tươi khi mà chúng ta ướp vào trong gan á là giúp cho gan sẽ mềm mại và đồng thời khử đi cái mùi tanh của gan. Trời ơi, cái bí quyết này thì chắc chắn là em không thể nào mà bỏ qua được. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp gan với sữa tươi để cho khử mùi tanh của gan nè. Bên cạnh đó sẽ làm cho gan được mềm hơn. Bây giờ các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì quý vị khán giả sẽ đặt một cái chảo lên bếp chuẩn bị xào gan với lại măng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào chảo khoảng 2 muỗng canh dầu, rồi chúng ta cho tỏi vào. Chúng ta phi cho phần tỏi này vàng thơm. Mình phải cho gan vào trước rồi. Gan chúng ta phải xào với nhiệt độ thật là nóng như thế này thì sẽ làm cho gan thơm thật là thơm. Và cái miếng gan săn lại mà đồng thời phía bên trong thì vẫn còn giữ độ ngọt mà mềm mại chứ không bị khô cứng. Rồi bây giờ chúng ta xào gan vừa chín như thế này á, thì quý vị khán giả sẽ tắt bếp và chúng ta trút gan ra dĩa. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là khi chúng ta cho gan vào xào á, chúng ta phải xào nhanh tay và lửa lớn để cho gan vàng cái cạnh nó phía bên ngoài mà phía bên trong vẫn còn mềm ngọt không bị khô. Bây giờ thì chúng ta bật bếp trở lại và quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho măng vào. Sau khi quý vị khán giả đã cho măng vào, chúng ta sẽ nêm thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm và 2 muỗng canh nước, xào phần măng này để cho măng thật là thấm gia vị. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ cho phần gan trở lại vào trong măng và cho hết phần hành ngò vào. Đảo đều một lần nữa là món ăn của chúng ta hoàn tất. Cô rắc mè vào, trộn đều lên nữa là chúng ta có thể cho ra dĩa được rồi.
quý vị khán giả sẽ cho cái phần măng với lại gan này ra đĩa nè, trang trí thêm bằng một nhánh ngò rí nè và một miếng ớt xoăn nữa. Rồi chén đây, gan nè và măng. Hấp dẫn rồi. Quá cô ơi, em thơm quá. Ngon lắm cô ơi, không ngờ là măng le kết hợp với lại gan mà lại cho ra một món ăn ngon đến như vậy. Quý vị khán giả thân mến, măng thì vẫn giữ được độ giòn và đặc biệt là không bị đắng, còn gan rất là mềm và thấm vị. Cái có lẽ là do cô có một cái bí quyết là ướp sữa tươi đó. Chắc chắn là quý vị và các bạn không nên bỏ qua món này một chút nào hết. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn đồng hành với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và nếu như có yêu cầu về món ăn nào đó thì hãy gửi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến số điện thoại là 083 823 7557. Đó chính là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Và nếu như quý vị muốn xem lại chương trình ngày hôm nay và cả những chương trình trước đó nữa thì hãy lên trang web của chúng tôi, đó là www.monngonmoingay.com, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Và nhân dịp đầu năm thì chúng tôi xin được thay mặt cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày xin chúc cho tất cả quý vị có một năm mới thật vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Đến đây thì bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.